Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Video này em sẽ cập nhật tiếp cho tất cả quý cô bác anh chị mình về cái dự án là Monbit kèo Erop chính thức được sàn Binance xây dựng phát triển. Có nhiều anh chị nói cái kèo này không phải là của sàn Binance, thật sự nó là của sàn Binance anh chị nha. Nhưng mà bên cái kênh chính thức trên X họ chưa có thông tin chính thức. Còn bên kênh Telegram thì họ đã có thông tin rồi. Đó. Thì cái video hướng dẫn đăng ký tham gia dự án này em cũng đã có làm trong cái kênh YouTube của em, trên YouTube ha. Anh chị có thể soi vào chúng ta xem đây là chị Monbit kèo sàn Binance Erop mới nhất chính chủ nha. Anh chị nào chưa thì chúng ta nên tranh thủ phải làm cái kèo này, kèo sàn top 1 không nên bỏ qua nha anh chị. Chúng ta xem video, chúng ta đăng ký sàn Binance KC, sau đó chúng ta sẽ vào con bot trên Telegram chúng ta tham gia để chúng ta kiếm phần điểm sau này quy ra token của dự án. Binance top 1 thì chúng ta không có bàn cãi rồi. Anh chị vào trong coin market cap để chúng ta check xem cái vị trí sàn ha. Đây, sàn Binance anh chị thấy không ạ? Top 1 nè. Đây, anh chị thấy đầu tiên luôn. Thứ hai là Coinbase, thứ ba là OKX, bốn là Bybit ha. Và các sàn khác. Video này em sẽ chia sẻ chúng ta cái cách tối đa hóa cái lợi nhuận, tức là tối đa hóa cái cách chúng ta tham gia game để chúng ta kiếm nhiều nhất có thể. Kèo này em thấy rất là công bằng. Và tại sao nó công bằng và tại sao mình phải tham gia đó thì chúng ta nên tranh thủ. Và chùm cuối là cái sàn Binance cũng đã ra cái kèo này rồi thì chúng ta nghĩ nên là phải tham gia nha anh chị, cùng với các dự án trước mà chúng ta đã tham gia rồi. Anh chị chúng ta nhấp vào cái con bot dưới phần mô tả video ha, hoặc là chúng ta đã có con bot rồi, anh chị vào thẳng trong cái Telegram dưới cái tựa đề có chữ xem thêm, nhấp vào. Chúng ta nhấp vào chữ thêm, ở đây nó sẽ có một cái con bot đúng không ạ, chúng ta nhấp vào. Có một số anh chị đăng ký xong bị khóa tài khoản á, thì cái dự án này nó còn rất là mới, chưa có ra cái bản chính thức, nhưng chúng ta vẫn khai thác được. Và cái vấn đề lỗi để cập nhật cái thông tin rồi này kia đó thì nó không thể nào không tránh khỏi đâu anh chị, nên chúng ta cứ 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 chờ đợi từ từ nha. Mình có thể nhấp vào ba chấm tròn với chân phải, chọn cái mục mở bot hoặc là tải lại trang nếu như nó có bị lỗi. Thì ở đây ngoài chúng ta, đầu tiên là chúng ta sẽ điểm danh hàng ngày, chúng ta nhận được cái pon điểm. Thứ hai nữa là chúng ta phải xuyên xuyên chúng ta tham gia các lần mà chúng ta có được cái lượt chơi game nè, anh chị nắm nha. Theo em biết á, là mỗi ngày á sẽ có rất nhiều cái lượt để chúng ta chơi, chúng ta có nhiều hay ít á nó không phụ thuộc nhiều vào cái việc chúng ta tuyển rep, tại vì họ có giới hạn, có một bạn bè ở đây. Anh chị thấy này, ví dụ em mời được 77 cô chú anh chị các bạn tham gia và em được 6.333 điểm từ mọi người. Nhưng anh chị thấy này, bạn có thể nhận được 10% trên tổng số điểm mà những người chơi do bạn mời được kiếm được, tối đa là 50.000 điểm. Tức là sao? Anh chị dù có mời được 100.000 ghép hay là 200.000 ghép hay là 10 hay là 1, 2, 3 người gì đó, nhưng cái số lượng chúng ta nhận điểm được từ họ chỉ có tối đa là 50.000, không thể vượt hơn được. Ha, đây là hiện tại, còn sau này họ có bỏ cái này hay không thì em không biết. Nên cái việc mà kiếm được điểm á là phụ thuộc rất nhiều vào cái việc chúng ta siêng năng tham gia rem hay không nha. Bạn bè được mời sẽ nhận được phần quà là 1.000 điểm. Ví dụ anh chị nhấp vào cái link đăng ký của em đó thì anh chị sẽ được 1.000 điểm. Em thì kiếm được cái lợi nhuận từ anh chị nhưng không vượt quá 50.000 điểm từ cái phần thưởng của bạn bè. Thì ở đây có nhiều cô bác anh chị, có chị Thảo Thảo nè, nằm máy yêu anh, các anh chị ở đây, anh Long rồi, hai nhóc ở chơi nè đó, đây cũng đã tham gia cùng với em kèo này rồi. Cố gắng kiên trì nha anh chị nha. Rồi quan trọng cái chỗ chơi game thì em nói rồi, mỗi ngày chúng ta sẽ có rất nhiều cái lượt tham gia game họ cho. Ở đây anh chị thấy em có là 21.038 điểm. Số lượt của bạn em là em còn 5 lần chơi trên tổng số lần, trên tổng số 6 lần. Và chờ lần tiếp theo là em còn là 7 phút nữa, tức là sẽ ra liên tục anh chị ha. Rồi tiếp theo cái nữa em cho anh chị xem cái mục xếp hạng này, thì các điểm giữa các người, các vị trí á, thực sự là chênh lệch không có quá nhiều. Anh chị thấy không? Tại vì cái mời bạn bè thì có người mời nhiều mời ít, nhưng pool tối đa chỉ có 50.000 điểm thưởng. Còn việc còn lại là phải kiên trì khai thác, thì anh chị thấy mà cái điểm nó chênh lệch nhau không có nhiều đâu anh chị. Đó. Và kiếm, nếu mà để kiếm á, thì chúng ta cũng không có kiếm được quá nhiều cũng có thể đâu. Và anh chị chúng ta muốn làm để tăng tối đa quá thì anh chị có thể là
giới thiệu cho bạn bè người thân chúng ta, rồi chúng ta sẽ có được 4 5 cái tài khoản Binance. Sau đó chúng ta chia rep đều ra các tài khoản. Như vậy mới có thể ok nha. Đó, các nhiệm vụ ở đây thì chúng ta cần phải làm, anh chị phải có sàn Binance thì trong video hướng dẫn em có nói rồi cho rồi, thì chúng ta xem video hướng dẫn nha. Rồi bây giờ chúng ta vào cái mục trò chơi nè. Anh chị vào cái mục chơi game ở đây nha. Nói chung là cái kèo này là ăn chắc 100%, còn nhiều hay ít là do mình. Thời gian trên đây là chúng ta sẽ có khoảng là một cái thời gian nhất định chúng ta sẽ kéo. Cái cách kéo em chia sẻ là chúng ta đừng có kéo ngay cái viên, à em nhầm, em để mà nó ngay, anh chị không có kéo ngay mấy cái viên đá màu đen ngang. Chúng ta kéo đó là chúng ta sẽ bị trừ cái điểm mà chúng ta vừa kéo được. Anh chị nên kéo một lần nó xoay qua chúng ta chỉ kéo một, hoặc là nó xoay lại chúng ta chỉ kéo một ngang. Chúng ta nhắm cái hướng nó gần đến thì chúng ta chỉ cần nhấp xuống là chúng ta sẽ tự động nhận được. À đó, mình canh đó anh chị, nó qua rồi chúng ta bỏ đi, chúng ta đừng có mà kéo nhiều lượt, nó sẽ tốn thời gian của mình. Và cái này nó cũng tương đối là nó chậm nhưng mà nó sẽ nhanh dần dần nha. Đó anh chị thấy không ạ, em được 85 điểm, em còn 4 lần là tham gia, em sẽ tham gia tiếp nè. Nó qua rồi em sẽ bỏ nhưng mà em sẽ canh cái lần tiếp theo. Thị trường bắt đầu nó xanh trở lại đấy anh chị nha. Chúng ta cũng gần là xong tháng 9 rồi. Cố gắng lên mọi người. Anh chị mua hàng rồi cố gắng giữ nha. Đừng có bán vội, sau này chúng ta sẽ rất là tiếc, em nói thật sự đấy. Đó, cơ bản là vậy anh chị nha. Em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị các thông tin cập nhật của kèo này và các kèo khác trong kênh YouTube của em. Có bán chị nào nè, em còn 3 lần nữa, bây giờ em sẽ quay trở lại ha. Cơ bản vậy. Bây giờ em sẽ chia sẻ thêm cho chúng ta về cái thị trường này một chút. Thì cái thời gian gần đây thì chị cũng biết rồi, cái sàn Binance cũng bắt đầu leak khá là nhiều cái dự án. Tức là sao ạ? Ngày xưa để leak được trên cái sàn Binance á, thường cái yêu cầu của họ rất là khó, đúng không ạ? Nhưng mà em thấy gần đây họ có những cái cập nhật là họ sẽ giảm cái độ khó lại, tức là các điều kiện họ sẽ giảm bớt để khuyến khích những cái dự án vừa và lớn, tức là tầm trung đến tầm khá đó anh chị, chứ chưa gọi là giàu nha, để leak trên sàn Binance để họ cạnh tranh với các sàn khác, đặc biệt là OKX hay là Coinbase. Và khi mà cái dự án nào đó là, tức là DAO họ không có nắm quá nhiều cái token mà họ chia nhiều cho cộng đồng và đạt các điều kiện liên quan sẽ leak được cái sàn Binance. Trong đó chúng ta thấy có một số dự án chẳng hạn là Turbo, Babidot. Babidot này lúc trước chưa leak được Binance, tại vì Babidot này lúc trước đó là DAO của họ còn kiểm soát cái quyền cái hợp đồng contract á, nhưng mà sau này họ từ bỏ rồi và đã được leak theo cái dạng thế này. Và thứ hai nữa, cái đồng Turbo này là cái token ngày xưa em cũng có mua cái đồng này, em muốn bán rồi, em không có chưa có hold lại. Và cái đồng này là cái đồng meme được chạy trên mạng Ethereum, sau này có trên mạng Solana luôn, nhưng mà nó được tạo ra bởi AL anh chị. Nói chung là ý em nói cho anh chị thấy là cái dự án này nó cũng list được trên cái sàn Binance, tức là cái việc mà các sàn mà chúng các dự án mà chúng ta đang tham gia đó, có những dự án nó cũng rất là ngon thì khả năng cao nó cũng sẽ được list bên này ha. Nên cái việc uptrend này là chúng ta cố gắng hold và chúng ta bán giá nào mà chúng thấy ổn thì chúng ta cứ bán chị ha, không tham nha. Rồi như phép dùng video mọi người, có bán chị nào thấy video này hữu ích đó, cho em một lượt like đăng ký kênh và chuông thông báo nha, để cập nhật những thông tin, những cái kèo airdrop chất lượng đến từ kênh YouTube của em nha chị ha. Em xin phép kết thúc video tại đây.